Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 đang gần đi đến hồi kết và sắp tìm ra người xứng đáng nhận được vương miện cao quý. Năm nay bên cạnh những tai tiếng thì cuộc thi sắc đẹp uy tín nhất Việt Nam còn được chú ý bởi phần thưởng lớn nhất từ trước đến nay dành cho tân hoa hậu. Đầu tiên là chiếc vương miện tuyệt tác được tạo ra từ 63 viên ngọc trai và 3.260 viên đá sapphire của hơn 40 nghệ nhân trong suốt 3 tháng. Điểm nhấn đặc biệt là 5 viên ngọc trai sao si quý với những đường lượn sóng tượng trưng cho 5 châu 4 biển. Vương miện có trị giá tới 2,2 tỷ đồng. Tiếp theo là đôi giày nữ thần ánh sáng của thương hiệu Dolly trị giá 200 triệu đồng. Ngoài ra đế nhập từ Italia còn được đính hơn 3.000 viên đá Swarovski nhập trực tiếp từ Áo. Quyền trượng được làm hoàn toàn bằng pha lê và có biểu tượng hoa sen 3D được khắc chìm trong khối tròn, tượng trưng cho người phụ nữ thành công, tỏa sáng và viên mãn. Còn bông hoa sen là biểu tượng cho cốt cách người phụ nữ Việt Nam. Cuối cùng, ghế đăng quang dành cho hoa hậu được thiết kế riêng theo chủ đề Ngọc Viễn Đông với sắc trắng và đính kết của ngọc trai, sơn son thép vàng. Họa sĩ thiết kế là người Đan Mạch. Bên cạnh đó, tân hoa hậu Việt Nam 2016 sẽ có cơ hội sử dụng căn hộ đẳng cấp 5 sao trong 2 năm nhiệm kỳ.